Xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình quay trở lại và mình sẽ chỉ cho anh em một chút về các cái phần set bài quảng cáo, bởi vì là có khá nhiều, mình thấy là có khá nhiều anh em trong group nhắn tin hỏi mình là các cái cách mà set quảng cáo cơ bản làm sao để chuẩn nhất có thể. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho anh em thêm một vài mánh về các cái cách target về thành phố cũng như là target về từ khóa một chút. Thì ok, đầu tiên là mình sẽ chạy thử trên mình sẽ làm ví dụ ở trên con BM là mình để tài khoản đã chết rồi, thì mình sẽ tạo thử rồi. Ok, mình sẽ ấn vào phần tạo chiến dịch này. Đầu tiên là về phần tên chiến dịch, thì thông thường ở đây ví dụ mình bán một cái sản phẩm gì đó thì mình sẽ thường là ghi tên của sản phẩm kèm theo với cả thời gian hiện tại. Ví dụ như là mình bán sản phẩm về đồ gia dụng đi, mình sẽ ghi là đồ gia dụng và tiếp tục là 14 giờ 50 phút. Ok, mình sẽ lưu ở đây. Tiếp tục này, đến phần tiếp theo là về cách mua để đấu giá rồi. Thì phần này sẽ là phần tiếp theo là mục tiêu chiến dịch này. Ở đây thì nó sẽ có rất nhiều phần để cho các bạn chọn. Thì thông thường là mọi người hay chọn các cái phần tương tác với bài viết và về tin nhắn. Thì mình cũng khuyên dùng mọi người một chút là nên sử dụng về mục tiêu chiến dịch, đó chính là tin nhắn tốt hơn. Đó, thì ở cái mục tiêu tin nhắn này, mọi người là có thể là sử dụng để chạy và nó sẽ cho các bạn là ra các cái chỉ số nó khả quan hơn rất nhiều so với việc là tương tác với bài viết. Vì nếu mà các bạn chọn vào cái phần tương tác này thì Facebook nó sẽ nhóm những cái người mà có hành vi hay tương tác với bài viết này, ví dụ như là một cái người nào đó hay like dạo hay đi comment dạo trên cái bài viết quảng cáo, thì Facebook sẽ nhóm những cái người như thế vào trong một cái tệp gọi là tệp tương tác. Và Facebook khi mà bạn chọn về tương tác bài viết này thì bạn sẽ chạy đến những người đó, và đó chính là lý do vì sao mà các bạn chạy tương tác chỉ thấy like thôi mà không thấy nhiều tin nhắn hay bình luận đến, là vì như vậy đó. Thì các bạn nên chọn đây là mục tiêu tin nhắn, bởi vì sao, khi vào mục tiêu tin nhắn này thì Facebook sẽ nhóm những cái người có hành vi là hay nhắn tin đến các fanpage hỏi mua hàng đó, thì lúc đấy nó sẽ cụ thể và hiệu quả hơn rất là nhiều. Các bạn sẽ ấn vào phần tin nhắn giúp mình nhé. Rồi tiếp tục đến phần thử nghiệm AB này. Thử nghiệm AB này nó chỉ là cái phần test thôi. Test thì ở đây là Facebook khuyên dùng, các bạn có thể dùng được mà không dùng được thì mình ở đây mình xin phép bỏ qua. Tiếp tục phần tiếp theo là tối ưu hóa ngân sách chiến dịch. Thì ở đây là mình thông thường mình hay sử dụng là tối ưu hóa ngân sách chiến dịch này, vì là ở thời điểm hiện tại thì Facebook đang đang rất là đề cao cái việc là tối ưu hóa ngân sách chiến dịch này, và nó sẽ cho chiến dịch của mình chạy tốt hơn rất nhiều so với việc để ngân sách nhóm. Đó, thì ở đây mình sẽ chọn là ngân sách hàng ngày nhé. Mình sẽ để một số tiền bao nhiêu cũng được, là do các bạn chạy thôi. Ví dụ các bạn test một sản phẩm thì các bạn có thể để khoảng 99.000, hoặc các bạn cũng có thể là để khoảng 199, hoặc 200, 300, 400, bao nhiêu cũng được. Đó, thì ở đây mình sẽ để 99.000. Rồi, tiếp tục này, phần nhóm tên nhóm quảng cáo này thì mình sẽ copy cái phần này. Mình sẽ copy phần tên chiến dịch và mình paste vào đây. Dán vào đây. Rồi, tiếp tục mình sẽ ấn vào phần lưu bản nháp. Đây là cái việc mà mình tạo nhanh thôi nhá, còn các bạn có thể tạo theo hướng dẫn cũng được. Rồi, đến phần đây mình đã xong được cái phần là tên chi tiết chiến dịch rồi. Chiến dịch ở đây có mục tiêu chiến dịch và mình chọn ngân sách rồi. Tiếp tục là đến phần nhóm quảng cáo này. Ở phần này thì có rất là nhiều bạn thắc mắc hỏi mình ở cái phần này. Là đầu tiên là target làm sao cho nó ổn, và hai nữa là cái quy mô khách hàng này thì chạy bao nhiêu ngân sách cho nó hợp với cái quy mô tiềm năng này. Đó, thì tiếp mình sẽ trả lời các câu hỏi này sau. Đầu tiên này thì ở trong cái phần vị trí này thì thông thường mình sẽ ấn ở đây ở vị trí này, mình sẽ chọn những cái người mà đang sống tại vị trí này, thì những người này hiện tại thì sẽ là cái vị trí chính xác nhất của họ. Và tiếp tục này, ở trong cái phần này thì mình thấy có mọi người chia làm hai trường phái, đó là có những người thì chạy test theo kiểu là chạy cả Việt Nam, còn có những người thì chạy theo target cái thành phố cụ thể đó. Thì ở đây mình có một lời khuyên cho các bạn là khi mà các bạn không biết chạy các cái thành phố này làm sao cho hợp lý, thì các bạn lên trên Google này, các bạn chọn từ khóa là Google Google Trend đó. Đây là từ khóa Google xu hướng, có nghĩa là các cái thành phố nó sẽ kiểu thống kê ra cho các bạn về các cái thành phố có từ tìm kiếm từ khóa đến nhiều nhất. Ví dụ mình bán một sản phẩm liên quan đến đồ gia dụng đi, thì mình sẽ ghi là đồ gia dụng này. Các bạn bán sản phẩm gì thì các bạn sẽ ghi từ khóa nó vào đây nhá. Rồi mình chọn từ khóa. Tiếp tục ở phần này thì mình sẽ chọn ở đây là đất nước Việt Nam này.
Rồi, đất nước Việt Nam sau khi mà đã xong thì mình sẽ chọn về tháng này, mình sẽ chọn là khoảng 30 ngày qua đi. 30 ngày qua, vì thông thường là mình sẽ chọn là 30 ngày qua là nhiều. Đó, ở đây thì sẽ có top các thành phố tìm kiếm với từ khóa là nhiều nhất này. Đó, thì các bạn cũng có thể là dựa vào đây để target, dựa đây để target. Hoặc là mình cũng có thể là chọn ở đây là khoảng 7 ngày qua cho chính xác cũng được, không sao cả. Mình thì mình hay chọn 30 ngày. Đó thì vẫn là thành phố Tuyên Quang này, Tuyên Quang top 1, Hà Nội top 2 này, Nam Định, Hải Dương, Thái Bình này. Thì các bạn cũng có thể là sử dụng các cái từ khóa này để target nhá. Ví dụ thông thường ở đây là mình sẽ chọn từ 5 đến 8 thành phố. Mình sẽ chọn từ 5 đến 8 thành phố. Ví dụ ở đây đầu tiên mình sẽ chọn là Tuyên Quang đi. Sẽ đi ở đây là Tuyên Quang này. Tuyên Quang này, ok này. Tiếp tục là Hà Nội này. Hà Nội. Rồi, mình sẽ chọn là tỉnh thành phố nhá. Nam Định này. Đó, các bạn cũng có thể là chọn y hệt như mình nhá. Đây là cái cách của mình hay sử dụng thôi. Thế là mình hướng dẫn mọi người làm theo cách của mình thôi. Chứ còn mỗi người có một cách sử dụng khác nhau và mình không dám chắc là khi mà các bạn target vào những cái thành phố này thì quảng cáo nó sẽ rẻ hơn. Và đây là cái cách mà mình đã tối ưu và mình hay sử dụng thôi. Đó, tiếp tục. Thì xong cái phần vị trí này, các bạn sẽ chọn cho mình từ 5 đến 8 thành phố nhá. Ở đây chỉ là mình làm ví dụ cho các bạn thôi. Tiếp tục đến phần tuổi này. Thì mình sẽ chọn những cái đối tượng, ví dụ như mình bán một sản phẩm nào đó liên quan đến đồ gia dụng gia đình thì mình sẽ chọn cái đối tượng của mình là phụ nữ đã có gia đình rồi, thì mình sẽ chọn tầm khoảng từ 26 đi đến tuổi tầm 45 tuổi. Mình nghĩ là độ tuổi này thì họ vẫn sẽ có thể là có khả năng mua hàng được qua các trang mạng, chứ còn nếu mà già quá một chút thì họ sẽ ít mua hơn. Thành ra mình sẽ tối ưu cái nhóm tuổi này một chút. Rồi đây, giới tính thì đồ gia dụng thì chắc là chỉ có phụ nữ thôi. Anh em cũng có thể là target theo theo các cái lối tư duy của anh em tự nghĩ ra. Đó, tiếp tục này. Phần nhắm mục tiêu chi tiết đây là hành vi sở thích nhân khẩu học này. Thì đầu tiên là mình chạy tới phụ nữ gia đình và là mình sẽ chạy tới từ khóa đó chính là mua sắm này. Đó, thì những cái người phụ nữ đang có gia đình này thì họ sẽ quan tâm những cái gì trên Facebook, họ like, share hay là làm những cái gì đó trên Facebook, thì các bạn phải hiểu và nắm bắt được tâm lý đấy thì các bạn mới có thể là target được đúng với từ khóa đấy. Ví dụ như là họ hay quan tâm tới bếp này chẳng hạn, như thế mình bán đồ gia dụng mà mình sẽ tìm nhà bếp này, hay là công thức nấu ăn này chẳng hạn, công thức nấu ăn này. Rồi tiếp tục là về gia đình này, gia đình hoặc là con cái nhá, các bạn chọn cái gì cũng được, gia đình hoặc con cái đó. Thì hoặc là cái cách các cách nuôi dạy con cái chẳng hạn, như thế cách nuôi dạy con cái này, cách nuôi dạy con cái hình như mình nhớ là có từ khóa nuôi dạy con cái đây, nuôi dạy con cái đây. Tiếp tục này, các bạn cũng có thể là target làm sao mà các bạn cảm thấy hợp lý là được, nhưng mình ở đây thì mình hay target vào từ khóa là sử dụng Android, bởi vì là mình nghĩ là phụ nữ tuổi này sử dụng điện thoại có hệ điều hành Android rất là nhiều. Đâu nhá, đây truy cập bằng thiết bị Android để hành vi này. Đó, thì các bạn có thể là chọn vào đây. Rồi, thế là xong phần target thành phố rồi, cũng như là target các từ khóa. Thì các bạn cũng có thể là chọn từ 5 đến 7 từ khóa, tùy. Các bạn, như mình thấy thì mọi người hay thả rông target ra, thì điều đấy thực sự là không tốt một chút nào. Bởi vì sao? Khi mà các bạn chạy với một cái ngân sách nhỏ, ngân sách test, thì các bạn không nên thả rông target như vậy. Cái việc đấy chỉ dành cho những người mà chạy ngân sách lớn thôi, từ khoảng 15-20 triệu, hoặc là những người chạy voi đấy, thì nên thả rông cái target đấy ra. Chứ còn như các bạn thì mình thấy nhiều người cũng thả rông các thành phố này, thả rông cả tuổi này, cả giới tính này, để tất cả này chạy, thì đôi khi có những ngày nó ra kết quả rất là tốt, nhưng mà có thể là các bạn sẽ không thể chốt được đơn bởi vì nó không nằm trong cái mục tiêu khách hàng của mình. Nhiều người hỏi cho vui thôi. Đó, thì mình khuyên là các bạn chạy ngân sách nhỏ thì nên sử dụng các cái việc target như này. Và đây, sau khi mình target xong thì đối tượng của mình sẽ là khoảng 2 triệu 900 người. Thì đây là những cái bài mà mình chạy theo kiểu là ngân sách nhỏ và mình chạy test. Thành ra là những cái đối tượng của mình sẽ để khoảng từ 2 triệu mấy, 3 triệu, 4, 5 triệu vẫn được. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn chạy theo cái kiểu mà chuyên nghiệp một chút thì nó sẽ có cái ngân còn sẽ có cái số người tiếp cận tiềm năng là 300.000, thì sẽ tương đương với khoảng 1 triệu người ở đây. Nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều, nó sẽ hợp lý và lúc ấy chạy sẽ rất là ổn. Đó thì tiếp tục này, xong phần thành phố rồi, 5 đến 7 thành phố này. Đây là từ khóa target thì cũng vài từ khóa này, 3 đến 5 từ khóa, bao nhiêu cũng được. Nhưng mà không nên nhiều quá, quá quá nhiều từ khóa thì nó sẽ bị càng chi tiết và nó sẽ dễ đắt hơn rất là nhiều. Đây, tiếp tục là đến phần đối tượng loại trừ này.
Ở đây mình sẽ chọn là quản trị viên Facebook. Quản trị viên Facebook này, phần dưới mình sẽ để là người dùng thanh toán Facebook trong vòng 90 ngày đi. Mình sẽ để 90 ngày. Rồi, tiếp tục này. Ở phần vị trí quảng cáo này nhé, mình thấy có rất nhiều bạn bị lỗi ở trong cái phần này. Mọi người thường hay để vị trí quảng cáo tự động được khuyên dùng. Nhưng cái này thì các bạn không hề biết là Facebook nó sẽ trang trải tiền của mình ở trên rất nhiều nơi mà không đáng có, không đáng ở trên đấy, thì Facebook nó sẽ phân phối ra rất là linh tinh như vậy, và tiền của mình nó sẽ bị chia nhỏ ra rất nhiều nơi như thế, và bài quảng cáo ở trên những cái nơi như thế thì không thể bán được hàng. Ví dụ như ở trên Facebook Story chẳng hạn đó, thì những cái nơi như thế thì không thể bán được hàng, và mình khuyên các bạn nên để vị trí quảng cáo thủ công. Rồi tiếp tục phần này, phần thiết bị này, các bạn có thể ấn vào chỉnh sửa này và chọn ở đây là di động giúp mình nhá, bởi vì là đa số là 95% người xem quảng cáo bạn sẽ nằm ở di động, vậy nên bạn sẽ tắt máy tính này đi. Rồi tiếp tục ở phần target đây, như mình nói, nếu các bạn để theo kiểu là khuyên dùng này, tự động này, nó sẽ chạy trên bảng Instagram này, Facebook Marketplace này, khám phá Insta này, Facebook Story này, ui rất nhiều này, rất nhiều Meta Story các thứ này, thì mình đầu tiên là mình chạy tin nhắn, vậy nên mình sẽ để là bảng tin Facebook cũng như là hộp thư Messenger thôi. Còn đâu thì mình sẽ tắt hết tất cả những cái khác không liên quan đi. Ngày xưa thì các bạn cũng có thể là chọn theo kiểu là Facebook Marketplace này cũng được thôi, nhưng mà hiện tại cái Facebook Marketplace nó bị giới hạn một chút, là không phải ai cũng vào được, thành ra là sản phẩm của các bạn cũng sẽ bị giới hạn theo, thế nên là mình cũng không chọn Marketplace cho lắm đó. Thế phần này là xong rồi, đến phần cuối cùng là các bạn chọn bài quảng cáo và lên bài thôi. Đây thì mình sẽ đăng đây. Đấy, thì chỉ có như vậy thôi, trong quảng cáo nó cũng không có gì khó khăn đâu. Cái quan trọng là mình khuyên các bạn một câu là các bạn nên tối ưu hóa cái bài viết của các bạn nhiều hơn. Tối ưu hóa ở đây là gì? Là các bạn không nên sử dụng lại những cái content cũ, các bạn nên làm mới content liên tục, và content phải hay, chuẩn, đúng với cái nhóm đối tượng khách hàng đó. Và hai nữa là các cái bài viết hình ảnh, video thì làm sao mà làm ngắn gọn một chút thôi, không nên quá dài dòng, content không nên quá lan man. Lúc đấy mình sẽ tối ưu hóa được cái content bài viết, thì đấy lúc đấy các bạn đã chiếm được 70% tỷ lệ thắng rồi, thì bài viết các bạn sẽ có khả năng rẻ hơn rất là cao. Còn ở trong phần nhóm quảng cáo hay là target nhè thì nó chỉ chiếm tới 30% thôi. Rồi tiếp tục là khi mà mình đã xong, mình để nhóm tuổi lúc đấy là 26 đến 45 tuổi, thì mình sẽ vào đây để tách cái nhóm tuổi ra, bởi vì là mình cho rằng cái nhóm tuổi đấy khá là rộng, thành ra là mình sẽ không biết được là tuổi khách hàng của mình chủ yếu mua sản phẩm đấy trong bao nhiêu tuổi, vậy nên mình sẽ phải tách ra để đo lường xem là độ tuổi nào mua sản phẩm của mình nhiều nhất đó. Thì đầu tiên các bạn click vào chiến dịch mà mới tạo này, lúc các bạn tạo xong thì ở đây sẽ ghi là đang xét duyệt bài nhé. Tiếp tục này, các bạn sẽ chọn vào phần nhóm quảng cáo này. Ở phần này có phần sao chép nhé, thì ở phần đây là mũi tên, các bạn ấn vào mũi tên xuống, và đây có phần tách đối tượng này. Các bạn sẽ chọn giúp mình là tuổi từ 26 này. Ở đây thì các bạn có thể là chọn một nhóm tuổi từ 4 đến 5 tuổi cũng được. Ở đây mình sẽ để khoảng từ 26 đến 31 đi. Độ tuổi ở đây mình à, giới tính ở đây mình sẽ chọn là nữ này. Rồi tiếp tục mình sẽ ấn vào thêm nhóm quảng cáo. Đây, độ tuổi tiếp theo sẽ là từ 32 đến 37 này, mình sẽ thêm tiếp này. Rồi ấn vào tạo này, sau đó thì các bạn ấn phần đăng là được, các bạn chỉ ấn vào phần đăng là được. Lúc đấy là quảng cáo các bạn sẽ được tách tuổi ra, và sau khi xét duyệt thì các bạn sẽ có 3 nhóm ở đây, các bạn sẽ xem được là nhóm nào có giá tin nhắn tốt nhất, nhóm nào có chỉ số tốt nhất, các bạn sẽ đo lường được những cái đó, và các bạn đưa ra được cho mình cách để tối ưu target chuẩn nhất có thể. Và ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Và nếu gặp phải vấn đề gì thì các bạn có thể là nhắn tin cho mình, hoặc là mọi người cũng có thể để lại comment ở dưới để bàn luận thêm về những cái vấn đề về quảng cáo Facebook nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.